Đây mưa tiền. À, tao nhớ nhãn là à, đồng tiền. Cũng cây bánh diệt này ấy. Ừ. Cây 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 đó tao ghi chưa bạn? À, biết. Màu rồi, xin chào cả nhà nha. Thì hôm nay mình giao lưu được cái cây mai này. Má anh em giờ chuẩn bị gom cây, đào cây gom gì ạ? Đào cây trên này. Từ bữa nó bốn trên này. Mai đưa lại. Mai còn có tiền. Hello. Tao đang đến ông Nhân Hậu đi lấy cây ra đạo. Cây lại nuôi trong bồn gạch nha anh em. Từ trong chậu thả ra. Rồi xếp gạch lại quay lại thành bồn để mà nuôi nè. Cây mấy anh em mình bán cho khách. Giờ gom về gửi. Hay gửi bưu điện hay gửi chi thôi. Gửi chi anh em. Tại cây tàn không lớn. Quay lại cánh đào bứng rồi cho anh em xem. Vừa lên chưa lên đã chim nãy. Cái đó thì chưa đi chỗ ăn. Rồi lùm một cốt đẹp. Sao nhô nhô được nhô ơi. Cát dưới mà rỡ anh. Chào. Để sao vậy? Chào nhanh vậy Bèo? Làm nhanh vậy? Làm từ từ rồi chứ. Đúng là chuyên nghiệp cái khác anh em ơi. Làm riết riết. Chục tàng đẹp quá anh em. Đấy, hôm nay đi theo mình là có hai bạn. Một Lưu Bị, một Tào Tháo. Lưu Bị là biến cái ngầu, bấm thoại không anh em. Vậy sao trả lương được anh em? Chục anh em thấy lầm đẹp quá không? Góc nớ mà tàn tay đóng. Nào ông đâu Đồng Tháp á? Cũng cài cho anh luôn nha anh. Tàn tay quá đẹp luôn. Cây từ chậu theo ra nên rỡ nó ăn rất là ít nha anh em. Toàn rỡ cám thôi. Mình chỉ cần làm một vài động tác đơn giản là có thể bó được bầu. Đỡ người ta nhiều người ta làm chứ biết không? Anh là chi? Bước nặng mình chứ. Đặng mình chứ tụng hủ chi. Vũ dày rồi. Cái kết này rõ đó bác. Kết này được rỡ vô trong. Cái thể gọt nữa. Chụp cây một quá mạnh anh em. Cây thấy góc không? Góc đơ tây tàn đấm quá đẹp. Hầu như tao nhô cây gì tao trọng ngay thật mạnh. Tao mới gỡ cái bứng cái cây que Facebook mày mày lấy mày gỡ với que Zalo chân Hoàng Đào đi Phúc. Chờ nó xíu nó que mày gỡ nó ơi. Gỡ mà que nó nói mấy cái mờ đâu. Gỡ que nó bóp dữ liệu lại mờ chứ. Mày lấy mấy mớ mà quay chứ. Mấy mớ nó đâu có mạng đâu. Hả? Quay mà mấy mớ cũng cứ vui Zalo. Mày làm hai cái Zalo mày gỡ của mấy kia gỡ đi. Ai biểu yếu công nghệ mà xài hai ba mấy chi. Đây được anh, đây được không? Nhây. Quay trong ra thật hỏi cái khóa. Quay lại điểm đăng nhập một Zalo hai mấy được không? Mày làm hai Zalo chứ mày hai Zalo gỡ que chứ. Ừ. Cần hình ảnh dữ liệu gì bắt que.
rồi chuyên tiếp thì nhanh hơn chứ, đúng không các bạn? Mình nói vậy đúng không? Các bạn nào có am hiểu công nghệ thì góp ý nha, góp ý rồi mấy anh em mình tiến bộ thêm chứ. Cũng dạng từ trong gốc rôm gốc rẻ ra đây nên công nghệ nó hơi yếu. Mai thì rành nhưng mà công nghệ cũng hơi yếu nha nè. Mới tập thành mua bán mấy năm nay cũng chưa có dối. Chục này lấy bì to chút. Cái bao kia này. Đây, mai vườn nha anh em, mai vườn rất là nhiều mai. Khách chốt cây lâm thì mình giao lâm. Khách nào mua nhãn lông thì cứ inbox qua Zalo 0987096755 để tụi mình gửi hình ảnh cây rồi giao dịch rồi qua. Cây tàn tay rất đều rất đẹp nha. Mấy cây này thì cũng lựa khách hàng tin tưởng thì mình cũng lựa cây ngon lành, tàn gió đều. Quay cảnh thực tế đóng hàng đóng cây bó cây vô cho anh em xem trực tiếp luôn. Một cái giáo lùm giáo nha nè. Mình cũng đi quay một đoạn video ngắn thôi, không có quay dài. Mọi cây này cũng dở đóng bầu nha nè, dở là bó rất là nhanh. Ông mới đưa rồi chứ. Ông mới đưa rồi, chắc bữa bỏ lại. À quên chưa, lắc qua. Tác báo bầu rất là dứt khoát và chắc chắn nha nè. Chú quay hướng kia báo nghe nữa. Từ từ vậy, quay ra. Đấy, được. Rất là chuyên nghiệp. Giờ là đi là sợ khuấy bớ bầu, vỡ bầu rồi nha nè. Quăng hết cuộn đấy luôn, dẹp hết cuộn đấy vừa đi, không cần rồi. Quay kia. Nhào hết luôn. Dư rồi. Thôi cắt đi. Bây giờ này. Rồi nha anh em, quy trình bó bầu một cái cây mai lùm từ trong chậu bò ra ngoài đất của mình đã xong. Còn em nào giao lưu coi thì liên hệ qua Zalo cho mình. Rồi chào bạn.